Cuộc đời khiến ai cũng phải nể phục của vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân, khởi nghiệp từ 30.000, xây dựng đế chế tỷ đô. Theo truyền thông địa phương đưa tin, tỷ phú Stanley Ho, doanh nhân nổi tiếng xây dựng nên đế chế casino lớn nhất thế giới tại Macau, đã qua đời ở tuổi 98. Ông là người đã góp phần đưa thành phố này vượt Las Vegas, trở thành trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới. Vua sòng bạc Stanley Ho từng là một trong những người giàu nhất châu Á suốt hàng thập kỷ. Tài sản của ông ước tính khoảng 50 tỷ đô la Hồng Kông, 6,4 tỷ đô la Mỹ khi nghỉ hưu năm 2018, vài tháng trước sinh nhật tuổi 97. Là một doanh nhân, nhưng ông còn là một vũ công nổi tiếng và giành vị trí vô địch trong một giải đấu tennis tại Hồng Kông. Hơn nữa, ông cũng là một trong những nhân vật danh dự cầm ngọn đuốc trong sự kiện Olympic Bắc Kinh vào năm 2008. Trong những năm cuối đời của tỷ phú 98 tuổi, vấn đề thừa kế tài sản sau khi ông qua đời đã gây chú ý mạnh mẽ. Ngoài câu chuyện gia đình phức tạp, tỷ phú Hà Hồng Sân đã để lại một sự nghiệp lẫy lừng. Ông trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp cờ bạc tại Macau. Khởi nghiệp với 10 đô la. Hà Hồng Sân vốn sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, có cha và ông cố đều là nhân viên cao cấp trong một ngân hàng có vốn của Anh. Từ nhỏ Hà Hồng Sân đã có cuộc sống sung túc, giàu sang, chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, năm ông 13 tuổi, một biến cố đã xảy ra. Cha của ông, Hà Thế Quang, làm việc tại ngân hàng nên thường biết trước những thông tin quan trọng trong thị trường chứng khoán, nhờ thế mà thu được những món lợi lớn từ việc chơi cổ phiếu. Nhưng năm đó, do nắm tin tức không chính xác, ông Hà Thế Quang dốc hết tài sản mua phải một cổ phiếu rất giá thảm hại. Trong chớp mắt, cả gia tài bị mất sạch, gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Thiếu gia Hà Hồng Sân trong một đêm trở thành một thiếu niên nhà nghèo. Sau khi cha phải bỏ xứ ra đi vì nợ nần, Hà Hồng Sân và mẹ làm nghề giặt quần áo thuê, làm thuê đủ thứ để kiếm sống. Không thể chịu nổi sự chế giễu của những người trong giới thượng lưu trước kia, Hà Hồng Sân đã có lần thề với mẹ, con nhất định phải làm nên sự nghiệp. Vài năm sau, thanh niên Hà Hồng Sân 19 tuổi với 10 đô la Hồng Kông đã một mình tới Macau lập nghiệp. Chú ruột của ông là Hà Đông Tước dù không hỗ trợ gì về tiền bạc nhưng đã tặng cho ông một câu nói: nếu cháu muốn thành công, đầu tiên là phải làm việc chăm chỉ. Thứ hai là kiếm được tiền rồi thì phải giữ thật kỹ, không bao giờ được buông tay. Hà Hồng Sân bắt đầu làm việc tại một công ty vận tải với vị trí thư ký. Ông không ngại khó và khổ, ngày làm việc, đêm học thêm ngoại ngữ để xây dựng một cuộc đời khác. Năm 22 tuổi, họ đã trở thành đối tác của một công ty xuất nhập khẩu ở Macau. Ông đã bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng của mình từ thời điểm này bằng việc cung cấp các mặt hàng xa xỉ phẩm cho thị trường Trung Quốc trong suốt thời gian chiến tranh. Sau đó, ông đã thành lập một công ty dầu mỏ. Tỷ phú Ho đã đặt nền móng cho đế chế casino của mình khi ông cùng với một số nhà đầu tư khác giành độc quyền kinh doanh sòng bạc tại Macau năm 1982. Không chỉ casino, ông còn lấn sân sang các ngành kinh doanh khác như nhà hàng, khách sạn, bất động sản hay dịch vụ phà tốc độ cao. Tiền kiếm được phải giữ thật kỹ. Từ những năm 1950, Hà Hồng Sân bắt đầu gia nhập ngành bất động sản và kiếm được những món hời đầu tiên. Ông theo đuổi chiến lược nội ngoại khác biệt, tức là mua đi bán lại các bất động sản ở Hồng Kông liên tục để kiếm lời. Trong khi đó các nhà đất ở nước ngoài thì ngược lại, ông đầu tư theo phương thức lâu dài hơn. Chiến lược linh hoạt đó đã giúp việc kinh doanh bất động sản của ông duy trì sự tăng trưởng ổn định trong thời gian nhanh chóng. Năm 37 tuổi, Hà Hồng Sân đã trở thành một triệu phú hiếm hoi ở khu vực Hồng Kông và Macau. Ông luôn ghi nhớ những lời dặn của chú mình, kiếm được tiền rồi thì phải giữ thật kỹ. Chiến lược kinh doanh nội ngoại khác biệt giúp ông luôn nắm chắc phần thắng trong tay, bảo vệ bản thân và tài sản của gia đình. Điều đó giúp ông tránh lặp lại sai lầm của cha trong quá khứ. Từ những năm 1960, Hà Hồng Sân bắt đầu giành được quyền mở sòng bạc ở Macau. Sau đó, ông từng bước chiếm lĩnh ngành công nghiệp cờ bạc ở đây trong suốt hơn 50 năm. Khi lấn sân sang ngành công nghiệp cờ bạc và từng bước chiếm lĩnh nó, Hà Hồng Sân cũng có những hạng mục đầu tư rất đa dạng ở trên thế giới như bất động sản, công nghiệp điện tử, dịch vụ khách sạn. Khi đầu tư bất động sản ở nước ngoài, Hà Hồng Sân áp dụng chiến lược người bỏ thì ta lấy. Nhờ đó ông kiếm được những món hời lớn. Hà Hồng Sân được đánh giá là một người có tính cách rất quyết đoán, trọng tình nghĩa, một vua cờ bạc quyền lực và tiếng tăm nhất trong lịch sử ngành casino ở Macau. Cuộc đời của ông vẫn luôn là một huyền thoại được người dân Macau, Hồng Kông và cả châu Á nhắc đến mãi về sau.